Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất 1982, nam nữ mạng trong năm 2021 Tân Sửu. Năm 2020 Canh Tý có thể coi là một năm vô cùng khó khăn của tất cả 12 con giáp do chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng sang năm 2021, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và nhiều thuận lợi hơn với tất cả mọi người. Các con giáp khi bước sang năm 2021 Tân Sửu sẽ như thế nào? Cụ thể trong video ngày hôm nay, kênh Tử Vi xin giới thiệu với tất cả mọi người Tử Vi tuổi Nhâm Tuất 1982. Khi bước sang năm 2021, đã bước sang độ tuổi 40 tuổi. Xin mời các bạn hãy cùng nhau xem thông tin chi tiết trong video này nhé. Nhâm Tuất 1982 hay còn được gọi là Cố Gia Chi Khuyển, tức là chó về nhà. Năm sinh dương lịch từ ngày 25 tháng 1 năm 1982 đến 12 tháng 2 năm 1983. Cung càn trực phá, mạng đại hải thủy, nước biển lớn, khắc thiên thượng hòa, con nhà hắc đế, quạt lộc tân khổ, xung con chó tướng tinh con khỉ, Phật độ mạng. Thiên can nhâm tương hợp với thiên can đinh, tương hình với thiên can bính, thiên can mậu. Địa chi tuất, tam hợp dần, ngọ và tuất, tứ hình xung, thìn, tuất, sửu và mùi. Tuổi nhâm tuất với ngũ hành nạp âm thuộc hành thủy, do thiên can nhâm ngũ hành thuộc thủy ghép với địa chỉ tuất có ngũ hành thuộc thổ, ta có thổ khắc nhập cho thủy, cho nên địa chi sẽ khắc thiên can. Vậy nên tuổi nhâm tuất thuộc lứa tuổi trong cuộc đời gặp nhiều trở ngại và nghịch cảnh ở thời tiền vận, nhưng nhờ sức phân đấu của bản thân và sự tương hợp ngũ hành giữa nạp âm và thiên can, cho nên nửa đời sau cuộc đời sẽ trở nên an nhàn thanh thản hơn thời tiền vận. Do thủy tính chứa nhiều trong tuổi, cho nên khi thủy vượng hay suy làm thiếu chất thổ kiềm chế, khiến các bộ phận bài tiết thính giác dễ có vấn đề khi lớn tuổi. Tuổi nhâm tuất có đầy đủ hai tính chất của thiên can nhâm là sự linh hoạt, nhân hậu, tinh thần trách nhiệm cao, nhiều dục tính, lúc đắc thế thì rất hào hiệp. Và đặc điểm của địa chỉ tuất là sự đa năng, trung thực, rộng rãi, phóng khoáng, rất phân minh về chuyện tiền bạc. Nhâm tuất thuộc mẫu người thông minh, đa tài, làm việc gì thì cũng dễ thành công nhưng không được bền chí. Đa số những người tuổi nhâm tuất có sở trường về kinh tế, tài chính, ngân hàng, sớm xa gia đình từ thuở nhỏ, cho nên thường hay đối xử với bạn bè như người thân thuộc. Nếu sinh vào mùa đông là thuận mùa sinh. Người tuổi nhâm tuất có thủy nạn ở trong đời, vì vậy họ phải cẩn thận khi gần sông, gần nước. Nếu có sông sâu, sóng lớn, giếng nước thì chớ có khinh suất bất cẩn mà có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Đặc trưng về tính cách của những người tuổi nhâm tuất. Đứng ở vị trí thứ 11 trong hệ thống tử vi phương Đông là người tuổi tuất. Tuổi tuất mang một phần đặc trưng tính cách của con vật đại diện là con giáp thứ 11. Những người tuổi tuất được biết đến là những người trung thành, thực tế, quan tâm, nhưng cũng rất dễ bị kích động, nổi nóng, bảo thủ, khả năng thành công cũng cao hơn người. Những người tuổi tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân mình. Người sinh năm tuất nói chung là những người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Người sinh tuổi tuất nếu sinh vào ban đêm thích khiêu khích hơn những người sinh vào ban ngày, họ rất dễ xung đột với người khác. Trong tử vi, nhâm thuộc bộ thủy, tuất thuộc hành thổ, cho nên những người nhâm tuất 1982 được gọi là thủy mang phù sa, có trụ hình là nước đục, nước cửa biển chứ không phải là biển lớn. Nước đục có nghĩa là những người tuổi nhâm tuất luôn đứng giữa chính và tà, nhưng đồng thời có vận quý nhân. Theo như quan niệm của dân gian, tuổi tuất được coi là con vật có thể nhìn thấy vong linh, vì thế những người nhâm tuất thường là những người có linh cảm về phần tâm linh, phong thủy khá mạnh mẽ. Họ rất nhạy cảm với các vấn đề tâm linh, cũng như có rất nhiều kiến thức về các vấn đề này. Một khi nhâm tuất đã coi bạn là người bạn, thì cho dù người đó nghèo hèn hay giàu sang, thành công hay thất bại, thì nhâm tuất vẫn luôn sát cánh bên họ.
Thế nhưng một khi nhâm tuất đã xem một người là kẻ thù thì họ sẽ không bao giờ để người đó bước vào vòng tròn lãnh địa của mình. Nhâm tuất là những người trung thành, tín nhiệm người khác, cho nên đôi khi họ tránh khỏi việc bị lợi dụng bởi lòng thành của mình. Những người tuổi nhâm tuất đôi khi cũng có phần tự hào vì những thành công của mình, tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Về cơ bản thì họ biết mình là ai và mình đang đứng ở vị trí nào. Sau cơn say chiến thắng, họ sẽ nhanh chóng trở về con người vốn có của mình. Nhâm tuất, ngũ hành đại hải thủy, nghĩa là nước biển đại dương, nước biển lớn. Những người sinh năm nhâm tuất, quý hợi là những người thuộc bản mệnh đại hải thủy này. Bản mệnh đại hải thủy là những người có tham vọng lớn, công việc làm là phải có quy mô, các vấn đề nhỏ nhặt họ là những người thường không quan tâm mấy. Trong làm việc, họ rất chịu khó, chịu chi, quan trọng là được việc và các công việc của họ đều có tầm vóc vươn xa hơn. Họ là những người yêu tự nhiên, cho nên họ rất thích cuộc sống tự do, bay nhảy, không có sự ràng buộc trong bất cứ một khuôn khổ nào. Những người mệnh này luôn luôn đòi hỏi nhiều điều mới, nhiều sự sáng tạo, những ý kiến mới để có thể xây dựng nên một ý tưởng thật hoàn hảo trong công việc. Họ là những người sống rất nội tâm, luôn biết nghĩ cho người khác, thích giúp đỡ cho người khác. Cùng với đó là một lòng khoan dung cao cả, dễ gần, cho nên rất được nhiều người quý mến và tôn trọng. Những hoạt động trong công việc hay cuộc sống đều có sự hiện diện của những người thân, bạn bè, người tuổi nhâm tuất này. Nhâm tuất mạng số như vậy, nước ở biển lớn chảy tràn vào sông, thuận sinh gặp mùa thu đông, mạng đạo sung sướng, ở không an hoài. Sinh nhầm tháng khác chẳng may, thìn tuất xỉu mùi, dần mão chẳng hay. Tưởng đâu chết hụt đã rồi, nhờ trời Phật độ thủa thời ấu niên. Số này phải giữ chữ kiên, có khi té nặng tật huyền chẳng sai. Không phần chơi với bạn bè, bạc tiền giúp đỡ sau là phản ngay. Tiền vận phải chịu gian truân, nhà cửa nhiều lớp kinh dinh đổi rời. Hậu vận mới được yên thân, lập lên cơ nghiệp ở thời bền lâu. Đánh giá năm 2021 Tân Sửu của những người tuổi nhâm tuất. Năm 2021 Tân Sửu có ngũ hành thuộc thổ, địa chi Sửu thuộc ngũ hành thổ, thiên can tân có ngũ hành thuộc kim. Tuổi nhâm tuất mệnh đại hải thủy gặp năm 2021 có ngũ hành thuộc thổ, cho nên thủy thổ khác nhau không tốt. Địa chi tuất gặp Sửu lục hình không tốt. Thiên can nhâm gặp tân là bình hòa. Tuổi nhâm tuất với thiên can nhâm thủy, thiên tài gặp thiên can nam tân kim, thương quan đồng vượng và địa chi tuất thổ gặp địa chi nam sửu thổ phạm hình thái tuế. Cho nên trong năm 2021, tuổi nhâm tuất sẽ gặp cơ hội lớn, có vận may phát tài. Cho nên những người nhâm tuất nếu như gặp được những cơ hội thu hoạch thêm nhiều nguồn lợi cho bản thân mình thì hãy chú ý, vì cơ hội tốt sẽ không đến lần thứ hai. Tuy nhiên hãy chú ý, mọi sự cạnh tranh cần phải chú ý vướng vào họa thị phi mà ảnh hưởng tới bản thân mình. Vận hạn tuổi nhâm tuất 1982 nằm mạng. Chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành trong tử vi, tuổi nhâm tuất nằm mạng trong năm 2021 tiểu vận đóng tại hướng Tây Nam, hành thổ là tuyệt địa rất xấu thuộc cung Mùi. Tọa cung tiểu vận có các sao cố định, với các cát tinh là Phúc Đức, Thiền Đức, Quốc Ấn, các hung tinh là Bệnh Phù, Quả Tú, Lưu Thiên Hư. Tại các cung tiểu vận ấy, với các bộ sao xung chiếu, tam hợp chiếu, các cát tinh như Thiếu Âm, Thanh Long, Tướng Quân, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Lộc Tôn và Thiên Hỷ. Hung tinh thì có Phá Toái, Tử Phù, Thiên Không và Cô Thần. Cũng tại cung tiểu vận có các bộ sao nhị hợp như cát tinh là Hỷ Thần, Thiền Phúc, hung tinh là Bạch Hổ. Tổng luận với những người tuổi nhâm tuất trong năm 2021 nằm mạng. Chúc mừng những người tuổi nhâm tuất nằm mạng, năm nay tiểu vận không vướng vào tuần triệt, cho nên ít khó khăn trở ngại và sẽ giảm đi rất nhiều so với năm trước. Tiểu hạn năm nay gặp Phúc Đức, chắc chắn những người tuổi nhâm tuất sẽ được hưởng phần may mắn, có thể tránh khỏi những tai ương nhỏ trong cuộc sống sẽ có phần cải thiện tốt đẹp hơn. Tuy nhiên bệnh phù là một bộ sao chỉ sự đau yếu, bệnh tật, buồn rầu vì bệnh tật. Đây là bệnh của người suy nhược toàn diện, kém ăn, kém ngủ, kém nghỉ ngơi, thiếu bồi dưỡng. Thông thường được thể hiện bằng sự dễ nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu, nắng không ưa, mưa không chịu.
nhưng đây là một sao nhỏ cho nên những người tuổi Nhâm Tuất không nên quá lo lắng. Năm nay tiểu vận có quốc ấn ở tiểu hạn, cho nên nếu như gặp thời thì sẽ đắc thời, gặp quan, đắc khoa, đắc cử, có huy chương bằng khen. Ngoài ra tiểu vận năm nay còn có gặp sao Quả Tú, đây là một ám tinh với đặc tính rất cô độc, lạnh lùng như đúng tên gọi của nó. Vậy nên trong năm 2021 này, Nhâm Tuất sẽ ít bạn đi, ít nhận được sự trợ giúp từ bạn bè, nhiều việc phải tự gánh vác một mình. Tử vi năm nay cũng có sao Thiên Hư, đây là một sao không vui, dễ có chuyện làm buồn lòng. Tiểu hạn có sao Thiên Đức, tức là có phước đức nhỏ, có thể hóa giải được tai ương nhỏ hoặc được người khác giúp đỡ trong vận trình năm nay. Vận hạn tuổi Nhâm Tuất 1982 nằm mạng. Chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng, tiểu vận đóng tại hướng đông bắc, hành thổ, tuyệt địa rất xấu thuộc cung Sửu. Tọa cung tiểu vận có các sao cố định, với các cát tinh là thiếu âm, hung tinh là phục binh, phá toái, lưu thái tuế, tuần. Tại các cung tiểu vận ấy có các bộ sao xung chiếu, tam hợp chiếu. Các cát tinh là phúc đức, tướng quân, thiên đức, quốc ấn, thanh long, thiên chủ, lòng đức, hồng loan, thiên việt. Hung tinh thì có Quả Tú, trực phù và phi liêm. Cũng tại cung tiểu vận ấy, các bộ sao nhị hợp chiếu. Cát tinh thì có phượng cát, giải thần. Hung tinh thì có tang môn, quan phủ và kình dương. Tổng luận tử vi với những người tuổi Nhâm Tuất nữ mạng. Năm nay tiểu vận gặp sao tuần chiếu tiểu hạn, cho nên ắt hẳn sẽ có những khó khăn với những người tuổi Nhâm Tuất nữ mạng, cũng giống như sao Triệt. Tuy nhiên, sao tuần mức độ ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn. Tuần là sự khó khăn, là sự trắc trở, nhưng không tàn sát tận gốc như sao Triệt. Rất nhiều người đã bạc đầu bởi sao tuần Triệt chiếu vào cung hạn. Khi mình càng cố vùng vẫy thì các bộ sao này càng siết chặt hơn. Người nào thủ mệnh có các sao mạnh như tướng quân, thiên tướng, thiên mã thì làm ăn có phần chữ. Có các sao lộc tôn, hóa lộc, thiên phủ thì năm đó sẽ bị bất lộc, thậm chí vất vả về tài chính. Những người có sao thiên mã thì dễ dính va chạm xe cộ, thay đổi công việc, công danh sẽ có vấn đề. Năm nay tiểu vận gặp sao thái tuế sẽ có lời ăn tiếng nói, cãi vã, hay sinh ra các chuyện kiện tụng, khẩu thiệt. Khi thái tuế mà gặp các sao đà la, kiếp sát thì đây có thể gặp hạn tai nạn, nguy hại tới tính mạng. Khi ở cung dần hoặc là cung dậu gặp phải thái tuế, kình dương, thiên hình, thường thì hay gặp chuyện thị phi, tai bay vạ gió, chuyện khẩu thiệt, tai tiếng và tù tội. Tiểu vận năm nay có sao thiếu âm, chiếu mạng, đó là một sao thiện tinh với các đặc tính là nhân hậu, thích làm từ thiện, giải trừ được các bệnh tật và tai nạn nhỏ, cho nên bạn có thể được hưởng lợi từ bộ sao thiếu âm này. Ngoài ra tiểu hạn năm nay có sao phục binh, tang môn là gặp hạn có tang, gặp sao bạch hổ là hạn bị khẩu thiệt. Tiểu hạn có pha toái thì cũng có phần bất lợi nhỏ. Về sao chiếu mệnh trong năm 2021 đối với tuổi Nhâm Tuất nam nữ mạng. Năm 2021, nữ mạng gặp sao thái âm, nam mạng gặp sao thái bạch. Với sao thái bạch hay còn gọi là thái bạch kim tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao thái bạch chiếu mạng trong năm sẽ bị hao tốn rất nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn thì lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả tính mạng. Người ăn ở mất âm, mất đức. Khi gặp sao thái bạch còn bị gặp họa lớn bởi kim tinh là một hung tinh chủ về hung vận. Thái bạch kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng sẽ bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng thiên tài thì cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây, có nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay bị ưu phiền vì mây sẽ bị che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ, cho nên cuộc sống thường u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết khả năng của mình. Trong khi đó, những người này lại có xu hướng khép kín, cho nên mọi người xung quanh lại thấy khó gần. Nếu như bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì thì cũng cần lưu tâm, chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì rất dễ phát sinh ra những cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn.
Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Bạch như sau: Thái Bạch hạ ánh nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ dày gươm đao. Kim tinh Bạch Hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây. Cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền. Bi ai tang khó hao tiền, không tài cũng bệnh trong năm khỏi nào. Có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tủ lao giam cầm. Cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Theo như ý tứ trong bài thơ trên, khi gặp sao Thái Bạch thì hạn thường rất nặng đối với cả nam và nữ mệnh. Nhiều người sẽ gặp hạn hỏa huyết quang, thương tích máu me, nhiều người thì bị bệnh tật mãn tính khó khỏi, những người khác trong họ hàng thì gặp việc tang chế mất mát u buồn, tình hình xấu có thể vướng vào vòng lao lý, hình ngục truy tố trước pháp luật và thụ án. Còn về sao Thái Âm? Sao Thái Âm trong tử vi thuộc âm thủy là một chủ tinh giữa trời, là một cung điển trạch hóa khí là phú. Sao Thái Âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội thu về tiền bạc tài lộc, đặc biệt là nam mệnh sẽ được người khác phái giúp đỡ về mặt tiền bạc sự nghiệp. Nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình. Còn với nữ mạng, nếu được Thái Âm chiếu sẽ phát triển được sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, có thể có hạn sinh con. Người làm việc liên quan tới bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa thì đều có cát lợi. Người được sao Thái Âm chiếu mạng thì sẽ có phúc phần. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau: Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt chặt tay chẹo giò. Đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đôi co quấy dày. Thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng. Ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tốn sức ta đừng có than. Bản mệnh chẳng vững không an, phụng người phán phúc vu oan cho mình. Đất bằng dậy sóng thình lình, cầu trận chiếu mệnh không lên chống lại. Với vận hạn trong năm 2021 Tân Sửu. Năm 2021 Tân Sửu, nhân tuất nam mạng gặp hạn thiên tinh, nữ mạng gặp hạn tam queo. Hạn thiên tinh, người gặp hạn thiên tinh dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Khi bị ốm đau, song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ thì bản mệnh mới có thể bệnh tình mau chóng thuyền giảm. Hạn thiên tinh là một hạn xấu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, dễ mắc kiện cáo, rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi thì hạn thiên tinh sẽ là một hạn nặng nhất đối với người phụ nữ. Người mắc phải hạn này nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc lớn về cả sức khỏe và tinh thần. Người xưa có câu thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình, theo đó khi gặp hạn năm này thường đương số sẽ gặp rắc rối liên quan tới luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố xét xử chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp, một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra đó chính là tai nạn về ban đêm. Chữ dạ tương ứng với đêm tối, tai có nghĩa là tai nạn. Tai nạn ở đây thường là trộm cướp bị té ngã khi trời tối. Ngoài ra hạn thiên tinh còn chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, đau dạ dày, nặng thì có thể bị ngộ độc thực phẩm, phụ nữ có thai thì dễ bị tai nạn thai sản. Như vậy, hạn thiên tinh gần giống với các bộ sao cự môn, hóa kỵ, điếu khách trong môn tử vi đầu số. Cự môn, hóa kỵ, điếu khách là dễ bị té ngã, bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, hóa kỵ là các sao chủ về hóa chất độc hại, cho nên nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm rất cao. Còn về hạn tam queo, tam queo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn tam queo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh sự kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn tới những chấn thương do xô xát. Trong những hạn xấu hàng năm thường có hai dạng chủ yếu: một là tổn thất tài lộc của cải tiền bạc, hai là ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Những hạn nặng nề thường gây ra bất lợi đối với cả hai mặt trên. Hạn tam queo là một hạn xấu, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của đường số. Người xưa thường có câu tam queo thấu nhãn thường thủ túc, hay tam queo đỏ mắt đề phòng tài chân để mô tả tất cả những việc mà người gặp hạn tam queo sẽ phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, những người có hạn tam queo trong năm cần chú ý chứng phòng thấp cũng như những thương tích về tay chân mà mình sẽ gặp phải trong sinh hoạt thường ngày.
có thể những việc trong gia đình hoặc là người thân sẽ gặp chuyện cũng sẽ gây ra những điều này cho bạn. Về đời sống thì không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích, nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này cũng như nhẫn nhịn trước tất cả mọi việc trong cuộc sống, nếu không rất có thể những điều này gây ra những sự rắc rối trong cuộc sống của bạn. Về vận niên trong năm 2021 của những người tuổi Nhâm Tuất. Năm 2021, Nhâm Tuất gặp vận niên Cẩu Cuồng Phong. Cẩu Cuồng Phong là hình tượng chó bị gió độc. Điều này báo hiệu một năm không may mắn đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tuất. Nhưng nếu biết kiên nhẫn, khéo léo chờ thời cơ thì vẫn có thể chuyển bại thành thắng, không có gì khó. Ngoài ra, năm nay sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tuất sẽ không được tốt, vì vậy cần phải hết sức lưu ý. Về phương diện công việc, sự nghiệp trong năm thì bản mệnh nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế những sự thay đổi. Trong năm nay, gặp vận niên này, Nhâm Tuất nên chú ý giữ chữ tín với tất cả mọi người, chọn cách làm ăn chắc chắn, không nên tham gia vào những việc có những yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền bạc, hãy chờ thời cơ. Gặp vận niên Cẩu Cuồng Phong, Nhâm Tuất có thể gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ, vì vậy hãy cẩn thận giữ mình, tránh xa những việc cãi vã và tranh chấp. Tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2021 có phạm Thái Tuế hay không? Trong năm 2021 có 5 con giáp sẽ phạm phải Thái Tuế. Thứ nhất là tuổi Sửu phạm Trị Thái Tuế. Thứ hai tuổi Ngọ phạm Hại Thái Tuế. Thứ ba tuổi Mùi phạm Xung Thái Tuế. Thứ tư tuổi Thìn phạm Phá Thái Tuế. Và cuối cùng là tuổi Tuất sẽ phạm Hình Thái Tuế. Như vậy năm 2021 Nhâm Tuất sẽ phạm phải Hình Thái Tuế. Gặp năm Hình Thái Tuế, bản mệnh tuổi Nhâm Tuất hãy cẩn thận kẻo vướng vào họa kiện tụng, tiểu nhân bị hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân, người nhà sẽ có vấn đề về sức khỏe. Tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2021 có phạm phải tam tai hay không? Tam tai chính hạn của 3 năm liên tiếp đối với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, còn tai là tai họa. Và trong một đời người, cứ sau 12 năm chúng ta gặp hạn tam tai một lần, tức là 12 năm sẽ có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Với những người tuổi Dần, Ngọ và Tuất sẽ gặp hạn tam tai vào các năm Thân, Dậu và Tuất. Như vậy năm 2021 là năm Sửu, cho nên Nhâm Tuất sẽ không phạm phải hạn tam tai. Tuổi Nhâm Tuất trong năm 2021 có phạm phải tuổi Kim Lâu hay không? Kim Lâu là một trong những khái niệm trong khoa học cổ Đông Phương để chỉ vận hạn niên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu sẽ có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Lục Xúc. Tuổi Nhâm Tuất trong năm 2021 là 40 tuổi sẽ không phạm phải tuổi Kim Lâu. Tuổi Nhâm Tuất trong năm 2021 có phạm phải hạn Hoàng Ốc hay không? Trong tử vi, Hoàng có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, cần kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu như làm nhà vào năm có cung hạn xấu, sẽ khiến cho công việc tiến hành gặp phải những khó khăn, trắc trở, cuộc sống sau này sẽ nghèo túng, làm ăn khó phát tài, sức khỏe, quan hệ gia đình càng ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Tuổi Nhâm Tuất 1982 trong năm 2021 là 40 tuổi âm lịch, sẽ không phạm phải hạn Hoàng Ốc trong năm 2021 tuần Sửu này. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất 1982 nam nữ mạng trong năm 2021 tuần Sửu của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.